mấy người quá đáng lắm. Ừ, trời ơi, mình tức quá mà anh em, mình không thể nào mà mình có thể mà để cho họ có thể mà nắm giữ cái trường này được. Họ thật là côn đồ, họ đòi tiền của học sinh, họ còn đánh mình nữa. Ừ, tức quá mà. Không cần những thứ đó. Bất kể những kẻ nào mà làm ta bị ngứa mắt thì ta đều sẽ giết hết. Giết nhà kia đó. Ông không được giết cô ấy. Hãy thả cô ấy ra đây. Sao ta ở trong này nè. Im lặng. Không được la. Cô mà la tôi sẽ giết cô ngay. Tên Santa đã đến cứu cô rồi sao? Cô thấy chưa? Mặc dù là cô đã sỉ nhục anh ta một cách thâm tệ, nhưng anh ta vẫn đến để cứu cô thấy chưa hả? Thôi được rồi, tôi nghĩ là nếu như mà cô hứa với tôi một lời hứa thì tôi sẽ thả cô ra, có chịu không? Chịu. Được rồi, vậy thì cô phải hứa với tôi là từ nay cô không được khinh thường người khác, không được xem thường người khác nữa, nghe chưa? Hứa, tôi sẽ không khinh thường người khác nữa đâu. Được rồi, vậy thì ta sẽ tạm thời tha tội cho cô lần này. Nếu như mà ta còn thấy cô xem thường người khác nữa thì đừng trách ta tại sao lại giết chết cô đó, nghe chưa? Cảm ơn. Rồi, đi. Được. Cảm ơn. Đó, mọi người thấy chưa? Sống trên cuộc đời này anh em phải nên nhớ một điều, chính là anh em không được xem thường người khác, nghe chưa? Bởi vì là cái đó là một cái tính không hề tốt. Và sống trên cuộc đời này thì phải biết là biết trước biết sau, không được xem thường người khác nha anh em. Vậy là coi như là mình đã thực hiện xong nhiệm vụ của trong vai của Chef the Killer rồi. Thôi bây giờ mình sẽ về nhà thôi. Ai trời ơi, đúng là thật là yêu anh em vãi nồi luôn á. Thật không ngờ là cái video Chef the Killer ngày hôm qua nó đã lên được gần 10.000 like rồi. Wow, một con số mình không thể nào tưởng tượng chứ, trong vòng 2-3 ngày. Oh my god, mình rất là cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Trời ơi, yêu anh em vãi nồi luôn á. Thì hôm nay Chef the Killer đã chừng trị được một cô bé, gọi là sao ta, khinh thường bạn trai của mình. À không phải, khinh thường một cái anh chàng gọi là vì nhà nghèo. Thì nếu như mà cô ấy không có yêu anh này thì hãy từ chối đi. Tại sao lại sỉ nhục anh này một cách thậm tệ như vậy? Mà mình đã chừng trị được cô ấy rồi. Hôm nay thì mình lên YouTube mình lướt thì mình thấy là anh em like ủng hộ cái video lần trước quá trời luôn. Mình rất là vui. Và anh em cũng đừng quên like cái video tiếp theo này của mình nha. Và nếu như video này đạt được 5.000 like thì mình sẽ tiếp tục ra tập tiếp theo nha anh em. Và bây giờ trời cũng đã tối rồi. Giờ mình sẽ tắt máy tính mình đi ngủ đây. Trời ơi, yêu anh em vãi nồi luôn. Thôi tắt máy tính này đi ngủ. Không biết là ngày mai mình sẽ biến thành nhân vật nào đây. Ok, đi ngủ thôi. Mà lên lên ngầm ngầm. Ơi trời ơi, sáng rồi hả? Hôm nay mình sẽ biến thành nhân vật nào đây? Trời ơi, mình háo hức quá anh em ơi, để xem nha. Ồ, cái lưng, ủa sao tự nhiên lại là hôm qua mình nhớ là mình mặc bộ đồ màu trắng, bây giờ biến thành bộ đồ màu đen rồi. Tóc cũng màu đen luôn, mà nhìn nó gọn gàng hơn ngày hôm qua. Để xem coi đây là ai nha. Ta-da! Ủa, đây là nhân vật nào vậy? Nhìn lão quá, sao nhìn mặt ổng hiền vậy? Mà nhìn mặt, nhìn y như hệt như người bình thường luôn, không có tí sức mạnh nào luôn á. Đây là ai ta? Ui kỳ vậy trời. Mình nghe nói là Vịt Bảo là mỗi lần thức dậy á thì mình sẽ biến thành một nhân vật ở trong anime, hoặc là một nhân vật ở trong phim viễn tưởng Marvel, chẳng hạn như là Superman hay Spiderman hay là ai đó, người nhện gì. Mà sao tự nhiên hôm nay mình lại biến thành một cái ông người bình thường vậy? Nhìn mặt bình thường quá trời luôn á, không có gì gọi là đặc biệt luôn á. Chán ghê, tưởng là hôm nay mình sẽ biến thành ai đó đặc biệt. Buồn ghê luôn á. Thôi mình sẽ xuống sau mình đi tắm cái, rồi sau đó mình đi học. Chán ghê, tắm cái nè. Rồi, trời ơi, mát ghê luôn anh em. Tắm. Trời, để bật nước nóng rồi, ok rồi, tắm. Đấy, ok, sạch sẽ rồi. Giờ mình sẽ ra ngoài lấy cái gì đó để ăn sáng cái đã. Không biết có cái gì ăn sáng không ta? Mở tủ lạnh ra nè. Ok, có gà quay, ok ngon, ăn thôi. Rồi đi học, trời ơi, ngày nào cũng phải đi học hết. Riết là chán ghê luôn á. Đi học thôi anh em ơi. Oh my god, đến trường rồi nè, kẹp vào rồi ha. Đi đâu? Dạ em chào anh nè. Ủa dạ, anh có gì không anh? Tao xin tự giới thiệu. Ta
Tao là thủ lĩnh mới của cái trường này. Ngày xưa trong trường này có một thằng nó là kiếm sĩ á, nó làm thủ lĩnh trường này nhưng nó bị dẹp loạn rồi. Và tao bây giờ tao sẽ lên thay thế, tao sẽ là vua của trường này. Ủa vua gì, cái này là trường học chứ đâu phải là vương quốc gì đâu mà làm vua anh. Ủa anh tránh ra cho em nơi đi học. Nơi nào cũng có luật của nó, học sinh cũng Sao anh quýnh em? Ủa bước chân vào trường này á, mày phải bắt đầu từ giờ tao sẽ đặt ra luật lệ. Tao là vua ở đây, tao sẽ đặt ra luật lệ. Bước chân vô trường học phải nộp cho tao 2.000 đồng. 2.000? Đúng rồi. Em biết là 2.000 là ít nhưng mà giờ trong người em không có tiền. Để coi coi luật người. Ít. 20.000. Vậy 20.000, hồi nãy mới nói 2.000, giờ kêu 20.000. Mới, tao mới đề ra, tao mới nghĩ ra luôn sao? Nhưng mà bây giờ anh ơi, em không có tiền, em đi học, em không có đem theo tiền. Anh tha cho em đi, cho em vô lớp em học đi anh. Đi học không mang theo tiền này, tao kể cho mày nghe nha. Thứ nhất là tiền ăn sáng này, thứ hai là tiền học phí này, thứ ba là tiền gọi là mua quà vặt cho bạn gái này, kiểu gì chẳng có. Mày thích mày nhìn anh mặc kìa, mặc vét trong bẩn bao cái bộ kia, tao đoán chắc là cũng phải rất là đắt tiền. Mày coi nhà giàu đúng không? Em không biết nữa. Thật ra là em á, là mỗi lần tỉnh dậy thì em sẽ biến thành một nhân vật khác. Hôm nay em biến thành một cái ai đó mặc đồ, nhìn mặc đồ vét nhìn sang trọng vậy thôi, chứ em đâu có tiền đâu. Tiền học phí á, tiền học phí là do anh Mr. Vịt trả cho em, còn em cũng đâu có bạn gái đâu, tiền đâu mà có mà giao cho anh. Trời ơi, chắc tao tin. Nhìn mà mới buổi sáng ra em sẽ biến cho một người khác. Trời ơi, chắc tao tin mày đưa bay tiền được không? Trời ơi, tiền được không? Hey, bây giờ không nói nhiều. Một là đưa tiền, hai là tao đánh túc sắp vào bay. Mày đưa không? Em nói thiệt, em không có tiền. Anh em đâu? Tại đâu chẳng coi? Lên. À, đừng. Ai? Ơi, sao tự nhiên quýnh em vậy? Anh ơi, kêu đàn em của anh dừng lại đi. Em không có tiền. Em không có tiền à? Bây giờ có đưa tiền hay không? Anh ơi, em nói thiệt với anh luôn á, là em đã nói là em không có tiền mà sao mấy anh nhào, mấy anh đánh em như con luôn vậy? Mấy anh tha cho em đi, cho em vô trường em học đi. Trời ơi, trong cái trường này á mà không có tiền thì mày không tồn tại ra đâu. Tốt nhất á mày lên đi tìm cách để kiếm tiền đi, bởi vì từ nay luật nó sẽ như vậy. Tao nhìn mày cũng thắng chủ và đáng thương á, nhưng mà luật là luật, nếu mày không đưa thì những thằng khác cũng sẽ không đưa đâu. Nên thôi đi vậy đi. Cái gì đâu mà tự nhiên đi học mà mỗi sáng phải vô đóng cho anh. Mày đứng lại, mày còn lại nhà. Dạ. Mấy người quá đáng lắm. Ôi trời ơi, mình tức quá mà anh em. Mình không thể nào mà mình có thể mà để cho họ có thể mà nắm giữ cái trường này được. Họ thật là côn đồ, họ đòi tiền của học sinh, họ còn đánh mình nữa. Tức quá mà. Trời ơi. Sao cái thằng này nó bự vậy? Ôi nó ăn được cái gì mà nó bự vậy? Cái gì vậy? Sao anh em ơi, tự nhiên hay không? Mình lại bị hành bự khổng lồ luôn vậy. Trời ơi, nhìn cái người của mình nè. Ui mình cao thế. Ui trời. Cái bọn này tên kia đâu? Bây giờ một mình ta chắc hết cả trường cũng được. Ra đây, ta xử hết. Ui trời ơi, cái gì mà đông quá vậy? Tao đã kêu 500 anh em của tao ra đây rồi. Giờ mày nhìn đi, mày đếm chúng tao đây bao nhiêu người. Mày có to đến mấy, tao cho mày to gấp đôi nữa. Thì từng này người cũng sẽ đẹp bẹp mày thôi. À trời ơi, ngươi nghĩ sao vậy? Mấy tên này mặc dù là đông thiệt á, nhưng mà hãy nhìn ta đi, ta đã biến thành khổng lồ xanh rồi. Bây giờ ta đang bự khổng lồ luôn. Mấy tên này chỉ cần một đấm của tao thôi cũng chết nữa. Cái người dám bao vây ta hả? Được lắm, vậy thì hãy đỡ lấy cú nhảy thần thánh của tao đây. Mày đã bắt đầu từng đứa nè, bắt đầu từng đứa nè. Đấy, trời chết hết rồi. Sao mày ăn cái gì mà mày khỏe vậy? Ha, tên kia bây giờ ngươi lại xuống đây mau. Cái tên này sao ngươi khỏe vậy? Thôi trời, bây giờ tao nói nè, ngươi có xuống đây hay không, hay là để tao lên tới đó tao đánh luôn cả ngươi. Theo ngươi là nếu ngươi là ta thì ngươi có xuống không? Tao ngươi xuống thì mày đấm tao mày. À trời ơi, ngươi nghĩ là ngươi ở trên đó tao không lên được à? Hãy xem đây. Bị kẹt rồi. Bự mình bự quá mình lên không được. Lên. Bị kẹt nữa. Lên tới đây. Sao lên được hay vậy trời? Sao người to xác còn nhảy cao vậy trời? Đứng lại. Tới kia. Ra ngoài này rồi. Ra ngoài này hả? Giờ có đây hay không? Tao nhây nè. Nhây ta hả? Đứng lại. Tới kia. Chạy. No, sao đi nhanh vậy? Đứng tên kia, đứng lại cho ta.
Giờ ngươi đã thấy được sức mạnh của ta chưa? Ta đã biến thành khổng lồ rồi đây. À, dạ, không biết sợ chưa? Lần muốn là nghe mày dám trêu anh, trời ơi. Bây giờ ngươi biết sợ ta chưa? Dạ sợ rồi. Từ nay còn từ nay em giảm giá từ 20 ngàn nữa. Giảm giá hả? Từ nay có còn dám ăn hiếp bọn ta nữa hay không? Bọn ta tuy là học sinh, ta còn không? Không. Hóa ra là mình đã biến thành khổng lồ xanh anh em ơi. Hóa ra là cái anh chàng này nè, là khi mà anh ta tức giận á thì anh ta sẽ biến thành khổng lồ. Vậy mà từ trước giờ mình không biết. Ủa bây giờ nè, Bây giờ ta đã biến thành khổng lồ rồi. Nếu mà ngươi còn dám đụng đến ta hay là học sinh trong trường này nữa thì ngươi biết tay ta nghe chưa? Dạ, tại chuyện trường khác em học, em không dám học đây đâu. Nhớ. Trời ơi. Dạ, trời ơi anh em ơi, mình biến thành khổng lồ xanh rồi. Ủa coi nè, mình bự ớn không? Đó, vậy thì anh em nhớ nha, bất kể là anh em đi học ở trường nào cũng vậy, là anh em khi mà anh em đi học á là anh em không nên ăn hiếp bạn nghe chưa. Và nếu mà anh em bạn nào mà đi học mà ăn hiếp bạn á, mà lỡ mà đụng trúng khổng lồ xanh á, anh ta tức giận, anh ta biến thành khổng lồ, anh ta đập chắc quanh cái trường luôn. Ôi mình biến thành khổng lồ anh em ơi, quá đã. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, team Mi TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero bọn mình nha. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Bye bye.